Kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, được phục vụ quý vị hàng ngày là niềm hạnh phúc của chương trình. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy hạnh phúc. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung nóng nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Tin COVID sáng 12 tháng 3, thêm 169.114 ca mắc COVID-19 mới, có 112.937 ca trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo bản tin dịch COVID-19 mới nhất của Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng vọt cao kỷ lục nhất từ trước đến nay, 169.114 ca nhiễm mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 169.090 ca ghi nhận trong nước, tăng 8.429 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố, có 112.937 ca trong cộng đồng. Hà Nội hiện vẫn là tâm dịch lớn và phức tạp nhất cả nước với 31.899 ca một ngày. Tiếp đến là Nghệ An 11.057, Phú Thọ 6.352, Bắc Ninh 6.346, Bình Dương 5.574, Sơn La 4.728, Hưng Yên 4.324, Lạng Sơn 4.291, Hòa Bình 4.281, Hải Dương 4.035, Cà Mau 3.859, Tuyên Quang 3.838, Nam Định 3.494, Quảng Trị 3.462, Lào Cai 3.309, Hải Phòng 3.297, Đắk Lắk 3.218, Thành phố Hồ Chí Minh 3.040, Bắc Giang 2.997, Quảng Ninh 2.919, Vĩnh Phúc 2.862, Bình Định 2.826, Thái Nguyên 2.724, Thái Bình 2.719, Điện Biên 2.709, Quảng Bình 2.708, Ninh Bình 2.569, Bình Phước 2.425, Lai Châu 2.419, Cao Bằng 2.386, Hà Nam 2.337, Bến Tre 2.090, Yên Bái 2.042, Khánh Hòa 1.693, Đà Nẵng 1.683, Đắk Nông 1.676, Phú Yên 1.586, Lâm Đồng 1.511, Tây Ninh 1.331, Thanh Hóa 1.292, Bắc Cạn 1.275, Vĩnh Long 1.098, Bà Rịa Vũng Tàu 1.096, Trà Vinh 969, Hà Tĩnh 896, Bình Thuận 810, Quảng Ngãi 690, Bạc Liêu 395, Kon Tum 380, Quảng Nam 322, Thừa Thiên Huế 311, Đồng Nai 205, Cần Thơ 174, Long An 170, Kiên Giang 106, An Giang 92, Đồng Tháp 54, Sóc Trăng 54, Ninh Thuận 41, Hậu Giang 33, Tiền Giang 11. Ngày 11 tháng 3, Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 19.326 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Hà Giang giảm 2.162 ca, Thành phố Hồ Chí Minh giảm 628, Hải Phòng giảm 236. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bắc Ninh tăng 4.224 ca, Hà Nội tăng 1.742, Phú Yên tăng 839. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 153.998 ca trên ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 5.448.935 ca nhiễm, đứng thứ 20 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 130 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 55.161 ca nhiễm. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch thứ tư là Thành phố Hồ Chí Minh 563.711, Hà Nội 553.422, Bình Dương 333.504, Bắc Ninh 212.056, Nghệ An 194.263. Về tình hình điều trị, trong ngày có 74.857 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 2.983.222 ca. Cả nước hiện còn gần 4.000 bệnh nhân nặng đang điều trị. Từ 17h30 phút ngày 10 tháng 3 đến 17h30 phút ngày 11 tháng 3, cả nước cũng ghi nhận 71 ca tử vong. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, 1 ca từ Cần Thơ chuyển đến. Tại các tỉnh thành phố khác, Hà Nội 11, Phú Yên 4, Bắc Giang 3, Bình Định 3, Đồng Nai 3, Gia Lai 3, Hà Nam 3, Hải Dương 3, Quảng Bình 3,
Quảng Ninh 3, Bà Rịa Vũng Tàu 2, Bắc Ninh 2, Điện Biên 2, Hà Giang 2, Hải Phòng 2, Hòa Bình 2, Kiên Giang 2, Lào Cai 2, Nam Định 2, Ninh Bình 2, Thái Nguyên 2, Bến Tre 1, Bình Dương 1, Bình Phước 1, Đồng Tháp 1, Hà Tĩnh 1, Lạng Sơn 1, Thái Bình 1, Thanh Hóa 1, Vĩnh Long 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 83 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.228 ca, chiếm tỷ lệ 0,8% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 trên 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 10 tháng 3, có 372.742 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 199.277.592 liều. Ngày 10 tháng 3, Bộ Y tế ban hành công văn về việc thực hiện giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại cộng đồng, các trường hợp có biểu hiện ho sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan, bùng phát rộng, triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly phong tỏa. Cảnh báo F0 lang thang ngoài cộng đồng, không khai báo y tế. Thưa quý vị, Bộ Y tế khẳng định, trong thời gian này, Việt Nam chưa nên coi dịch bệnh COVID-19 là bệnh lưu hành, nên người nhiễm bệnh cần được theo dõi, điều trị theo quy định. Tuy nhiên, tại Đắk Lắk, thậm chí nhiều tỉnh thành khác đang xuất hiện mối lo ngại khi có trường hợp dù nhiễm bệnh vẫn vô tư sinh hoạt ngoài cộng đồng, không khai báo y tế. Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 tại Đắk Lắk liên tục tăng cao, có ngày trên 3.000 ca mắc mới đã gây quá tải lên hệ thống y tế. Người mắc COVID-19 được hướng dẫn đến các cơ sở y tế khai báo, với F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được cho cách ly điều trị tại nhà. Sau 7 ngày điều trị tại nhà, F0 tự mua kit test đến cơ sở y tế để được xét nghiệm, nếu âm tính sẽ được cấp giấy hoàn thành cách ly điều trị bệnh. Trường hợp còn dương tính sẽ tiếp tục cách ly điều trị cho đến khi hết bệnh. Dù đã có hướng dẫn quy trình cách ly điều trị bệnh tại nhà, tuy nhiên, trao đổi với báo chí, ông Nay Phila, giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đáng lo ngại hiện nay là có trường hợp bị mắc COVID-19 không khai báo y tế, tự điều trị tại nhà. Việc làm này khiến ngành y tế khó quản lý, nắm rõ được số lượng người mắc để có hướng phòng chống dịch bệnh phù hợp, tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Về thông tin có trường hợp F0 tự do đi ra đường, thậm chí buôn bán, ông Nay Phila cho hay, ngành y tế rất khó quản lý nếu họ không khai báo y tế và chấp hành quy định cách ly, điều trị tại nhà. Việc quản lý F0 tại nhà do chính quyền địa phương giám sát, để tránh F0 tự do đi lại khi chưa hết bệnh, chính quyền cần có sự giám sát chặt chẽ, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Ngoài ra, báo chí cũng nhận được phản ánh của nhiều người ngoại tỉnh đi công tác, du lịch, thăm thân. Khi đến Đắk Lắk thì phát hiện bản thân bị mắc COVID-19. Nhóm người này khai báo với các cơ sở lưu trú và bị từ chối đón tiếp, khiến họ lúng túng. Theo ông Nay Phila, với những trường hợp trên, không cần phải cách ly điều trị bệnh tập trung. Người bệnh sau khi khai báo y tế có thể điều trị tại nơi đăng ký lưu trú, khách sạn, cơ quan nơi đến làm việc. Tuy nhiên hiện nay, nhiều khách sạn có đến 80% nhân viên mắc COVID không đủ sức đón tiếp, phục vụ những trường hợp F0, dẫn đến sự lúng túng, lo lắng. Còn bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn có 2 khách sạn đăng ký làm khu cách ly y tế, phòng chống dịch COVID-19 tập trung có thu phí gồm khách sạn Resort Coffee Tour, số 153 đường Lý Thái Tổ và khách sạn Công đoàn Ban Mê, số 9 đường Nguyễn Chí Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Với du khách, người ngoại tỉnh khi đến Đắk Lắk phát hiện bị mắc COVID-19 có thể liên hệ 2 khách sạn trên để cách ly, điều trị. Hà Nội chốt 3 bước để công nhận F0, cấp giấy hưởng bảo hiểm xã hội. Thưa quý vị, nhằm tăng cường công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi là F0 và được điều trị, cách ly tại nhà, Hà Nội đã đưa ra quy trình để các cơ quan liên quan thực hiện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng vừa ký ban hành văn bản số 694 về việc hướng dẫn các thủ tục hành chính, quản lý người mắc COVID-19 tại nhà. Theo đó, đối với thủ tục hành chính, quản lý người mắc COVID-19 gồm quyết định cách ly, kết thúc cách ly, xác nhận khỏi bệnh, cấp giấy nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội, các cơ quan liên quan sẽ tiến hành như sau. Bước 1. Xác định người mắc COVID-19. Về việc tiếp nhận thông tin từ người nghi mắc COVID-19,
Thông tin được chuyển đến tổ chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng, được phân công phụ trách từng khu vực, tổ dân phố, cụm dân cư đến từng hộ gia đình, bao gồm thông tin người nghi mắc và nhu cầu cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội nếu có nhu cầu. Sau khi tiếp nhận thông tin của người nghi ngờ mắc bệnh, tổ chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng tập hợp danh sách, đồng thời thực hiện giám sát bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa, cùng với nhân viên y tế được giao phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm xác định thông tin về hành chính và xác nhận ca bệnh. Tiếp đó, danh sách F0 đủ thông tin đã được xác nhận của tổ chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng, nhân viên y tế đến ban chỉ đạo phòng chống dịch xã, phường, thị trấn. Bước 2, quyết định cách ly, quản lý theo dõi người mắc COVID-19 tại nhà. Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã, phường, thị trấn ban hành quyết định cách ly y tế tại nhà. Quyết định cách ly ghi rõ số ngày cách ly từ ngày ra quyết định cho đến ngày có xác nhận khỏi bệnh của cơ quan y tế. Gửi bản chụp qua điện thoại, Zalo đến tổ hỗ trợ chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng để gửi cho người mắc qua nhóm Zalo. Bản chính lưu tại ban chỉ đạo phòng chống dịch xã, phường, thị trấn, cập nhật thông tin lên phần mềm quản lý F0. Nhân viên y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn có nhiệm vụ phân tầng điều trị, chuyển tuyến với các bệnh nhân tầng 2, 3. Ghi đơn điều trị ngoại trú theo thông tư số 52 của Bộ Y tế, ghi giấy nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội cho người mắc COVID-19 điều trị cách ly tại nhà có nhu cầu đã đăng ký tại bước 1 trong thời gian 7 ngày. Đồng thời, cập nhật thông tin người mắc COVID-19 có tham gia bảo hiểm xã hội lên hệ thống thông tin giám định của bảo hiểm xã hội để cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định, sau khi có đầy đủ chữ ký của nhân viên y tế có thẩm quyền ký theo quy định. Bước 3, xác nhận khỏi bệnh và hoàn thành cách ly. Cụ thể, ngày thứ 7 kể từ ngày có quyết định cách ly y tế và xác nhận ca mắc, F0 tại nhà sẽ làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên do nhân viên y tế thực hiện hoặc người mắc COVID-19 thực hiện dưới sự giám sát của tổ chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng và nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa. Nếu kết quả âm tính, trạm y tế cấp giấy xác nhận khỏi bệnh và kết thúc cách ly. Nếu kết quả dương tính, người mắc tiếp tục cách ly đủ 10 ngày nếu tiêm đủ mũi vaccine hoặc 14 ngày nếu tiêm chưa đủ mũi vaccine. Bên cạnh đó, nhân viên y tế tại trạm y tế sẽ cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thêm 3 ngày hoặc 7 ngày đối với người tham gia bảo hiểm xã hội và phối hợp để cập nhật lên cổng giám định bảo hiểm xã hội. Cấp giấy xác nhận khỏi bệnh, kết thúc cách ly vào ngày thứ 10, nếu tiêm đủ mũi vaccine hoặc ngày thứ 14, nếu tiêm chưa đủ mũi vaccine, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Y tế hướng dẫn giám sát việc triển khai tổ chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn thành phố. Kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất, tham mưu bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch tại địa phương. Đừng chủ quan trước những triệu chứng khác biệt khi nhiễm Omicron. Thưa quý vị, khuyến cáo người dân không chủ quan khi biến chủng Omicron có xu hướng gia tăng lây nhiễm và thay thế dần Delta ở nhiều tỉnh, thành phố, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Omicron, ngoài tốc độ lây nhiễm nhanh hơn so với các chủng SARS-CoV-2 trước đây, biểu hiện bệnh do chủng này gây ra cũng có một số khác biệt. F0 nhiễm Omicron ít sốt. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh, triệu chứng ở người mắc COVID-19 do biến chủng Omicron so với Delta có nhiều điểm khác biệt đặc trưng. Người nhiễm Omicron ít có triệu chứng sốt hơn so với Delta. Các thống kê sau này của chúng tôi nhận thấy triệu chứng sốt của người bệnh giảm đi còn khoảng 40-50%. Do đó, các triệu chứng hàng đầu của Omicron hiện nay là đau đầu, đau cơ, đau người và viêm đường hô hấp trên. Tiến sĩ Hùng cho biết, điểm khác biệt thứ hai cũng là yếu tố khiến Omicron ít gây bệnh nặng hơn so với Delta là triệu chứng bệnh chủ yếu ở đường hô hấp trên như sổ mũi, hắt hơi, đau họng, toàn thân mệt mỏi. Còn những triệu chứng khác như mất vị giác, khứu giác, thường phổ biến với chủng Delta thì nay ít gặp hơn ở người nhiễm Omicron. Với người nhiễm chủng Delta, đa số triệu chứng sẽ giảm sau 3 ngày và bệnh nhân dần hồi phục. Khoảng 20-25% số bệnh nhân chuyển biến nặng, xuất hiện các biến chứng như khó thở, đau ngực, ho ra máu. Thời gian trung bình xảy ra các biến chứng nặng thường từ ngày thứ 7 đến 10 của bệnh. Trong khi đó, chủng Omicron được cho là có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn Delta, độc tính lại thấp hơn. Tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng đối với Omicron ít hơn gần 1/2 so với Delta, dưới 10%. Từ những khác biệt về triệu chứng lâm sàng và độc lực mà các cơ sở y tế, cộng đồng cũng có những đáp ứng khác nhau để phù hợp hơn với tình hình. Tiến sĩ Hùng nói thêm, không chủ quan. Delta và các chủng SARS-CoV-2 trước đây có độc lực cao hơn so với Omicron nên tỷ lệ nhập viện và chuyển nặng nhiều hơn. Việc điều trị đòi hỏi cao hơn. Do đó, khi biến chủng này chiếm ưu thế, cách tiếp cận y tế cần có sự thay đổi, nhất là chiến lược điều trị tại cộng đồng. Tiến sĩ Hùng đánh giá. Theo tiến sĩ Lê Quốc Hùng,
Hiện nay, số lượng người mắc COVID-19 ngoài cộng đồng do biến chủng Omicron chiếm đa số, trong khi hầu hết người mắc có triệu chứng nhẹ. Do đó, chiến lược hiện nay là tập trung quản lý tốt F0 tại cộng đồng. Chúng ta nên thành lập nhiều tổ y tế cộng đồng và huy động mạng lưới phòng khám tư nhân tham gia, tùy theo nguồn lực của địa phương. Tiến sĩ Hùng nói, những tổ y tế này có nhiệm vụ lan truyền các thông điệp và tư vấn cần thiết để từng người bệnh phát hiện người có nguy cơ. Việc xây dựng mạng lưới y tế cơ sở đủ nhân lực sẽ giúp địa phương quản lý tốt F0 có nguy cơ chuyển nặng. F0 nhiễm Omicron tuy nhẹ hơn chủng trước, nhưng về bản chất, nếu người dân chủ quan, nhất là người có yếu tố nguy cơ, thì sự nguy hiểm không khác nhau. Ông nói, chuyên gia này đưa ra ví dụ với trung bình 20.000 ca bệnh và tỷ lệ chuyển biến nặng 20%. Số lượng này còn thấp hơn 100.000 ca bệnh với tỷ lệ chuyển nặng 10%. Đây là lý do khiến một số quốc gia phương Tây rơi vào quá tải y tế, dù mức độ bệnh nặng không cao. Thạc sĩ bác sĩ Đỗ Cao Vân Anh, Phó trưởng Bộ môn nhiễm Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng cho rằng, cần tổ chức hệ thống y tế cơ sở tốt hơn để người được tiếp cận với y tế sớm nhất. Một số đơn thuốc, video sai lệch vẫn nhan nhản trên Internet, khiến nhiều người gặp sai lầm về cách điều trị COVID-19. Do đó, cần nhiều đầu mối tư vấn giúp người dân an tâm, không uống thuốc lung tung, bác sĩ Vân Anh nói. Bà cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đang có chương trình đưa bác sĩ trẻ mới ra trường về tăng cường trạm y tế. Các sinh viên y khoa này có đủ chuyên môn và khả năng để hướng dẫn, chăm sóc người bệnh. Vấn đề là cách tổ chức tuyến cơ sở có linh hoạt ứng phó khi F0 cộng đồng tăng hay không. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, theo mô hình dự báo dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi xuất hiện Omicron, có thể làn sóng dịch tiếp theo sẽ xảy ra. Số ca nhiễm mới sẽ tăng nhưng có tăng đột biến hay không lại phụ thuộc vào sự tự giác của người dân. Nếu tiêm đủ vaccine và khẩu trang, rửa tay đúng, số ca F0 sẽ tăng nhưng số tử vong vẫn được kiểm soát mức thấp, ông nói.